Vâng, với ngân sách khoảng 200 triệu thì các bác đừng mua Hyundai i10 hay là Kia Morning Bởi vì hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác một mẫu xe với khung gầm chắc chắn này Phân khúc cao hơn và cảm giác lái tốt hơn những chiếc xe đấy rất nhiều Vâng, chiếc xe mang nói đây đó chính là chiếc xe Ford Focus sản xuất năm 2009 Xe là phiên bản 1.8, rất là tiết kiệm nhiên liệu và cực kỳ lành các bác nhé Nói về những chiếc xe đến từ Ford tại thời điểm mới ra mắt tại thị trường Việt Nam Thì được rất nhiều anh em đánh giá là những chiếc xe rất là lành, rất là chắc chắn và chất lượng hoàn thiện cực kỳ tuyệt vời gần như là tiệm cận so với những chiếc xe đến từ thương hiệu Nhật Bản về độ bền. Ở à, chiếc xe Focus nhà em ở đây là sản xuất năm 2009, xe một chủ từ mới, biển Hà Nội và chạy di 11 vạn km các bác nhé. Nói về những chiếc xe Focus thì chúng ta sẽ thấy rằng là đây là những chiếc xe phân khúc hạng C cạnh tranh với những chiếc xe như là Cora Atis này hay là Honda Civic. Nhưng tại thời điểm đấy thì uh, những chiếc xe Cora Atis được đánh giá cao hơn về độ bền và độ thực dụng nhưng để nói về độ ăn chơi và cảm giác sử dụng của một người sử dụng xe thì chiếc xe Focus này lại hợp lý hơn Đây chúng ta sẽ thấy rằng thiết kế tổng thể của đầu xe Focus rất là đơn giản, rất là sang trọng Nhưng cực kỳ quyến rũ với những chi tiết như là cụm đèn với thiết kế rất là cách điệu Đây là đèn halogen các bác nhé và những chiếc xe nào sử dụng hơn 10 năm thì các bác để ý xem đèn nó sẽ bị ố, bị ngả theo thời gian hoặc thậm chí là bị nứt kính. Đấy nhưng mà chiếc xe này vẫn còn nguyên bản luôn các bác ạ xe chóa đèn rất là trong nên là cái độ uh, chiếu sáng cực kỳ tốt. Xe vẫn được trang bị cho em là bóng uh, halogen thôi, chưa phải là bóng bi. Đấy, chúng ta sẽ vẫn có những chi tiết như là đèn gầm. Đấy đây là một chi tiết rất là đáng giá tại thời điểm bấy giờ, bởi vì đèn gầm tại thời điểm bấy giờ thì sẽ giúp cho chủ nhân đi những cung đường xấu một cách dễ dàng hơn. Đây, cái phần capo các bác thấy không ạ? Một chiếc xe hơn 10 năm tuổi nhưng tất cả những đường nét của phần gân này phần sơn xe dưới ánh nắng còn rất là bóng và cực kỳ đẹp. Đương nhiên rồi một chiếc xe uh, sau 10 năm sử dụng thì đương nhiên là những có chúng ta sẽ có những cái vết sức răm, những cái vết sức theo thời gian. Nhưng bên em đã xử lý những cái phần cốt nền của cái phần cả này cực kỳ đẹp rồi. Đấy và em đương nhiên rồi tất cả tay xe và capo của thanh xe tốt auto tại 79 Nguyễn Tránh đều là zin nguyên bản các bác nhé. Đây những chi tiết của một chiếc xe Ford Focus phiên bản hatchback thì chúng ta sẽ thấy rằng thiết kế của nó nó rất là nhỏ gọn, nó dễ dàng di chuyển trong phố phù hợp hơn với những chiếc xe như là i10 hay là uh, Kia Morning các bác ạ. đấy nhiều lúc các bác so sánh uh, Kia Morning uh, nhập 2010 nhưng để nói rằng là cái chất lượng thân vỏ đấy ạ, gần như là nó không bằng luôn các bác nhé. cái thân vỏ của những chiếc xe Focus này nó rất là chắc chắn, cực kỳ đầm luôn ạ. và đây các bác thấy không ạ tất cả những cái phần sơn xe những chi tiết mạ chrome của chiếc xe này nó còn zin nguyên bản luôn các bác nhé Đấy ạ Sơn đương nhiên rồi, nó còn nguyên bản À sơn là sơn tỉa nhưng mà ở đây các chi tiết chrome này vẫn còn nguyên bản Nên là rất là bóng, nó rất là đẹp Và kính xe vẫn là kính zin các bác ạ Đấy, những chi tiết như là cái phần lồng vè đấy ạ Nó không có dấu hiệu bị mục, bị mọt theo thời gian Và kể cả những cái phần ba bô lê đấy Các bác thấy không ạ, xe nào mà đi nhiều hay là dễ bị cạ gầm ấy Là phần ba bô lê nó bị sức hết, nó bị hỏng hết ạ Và một bộ mâm kích thước 15 inch đa chấu và đây là chiếc xe phân khúc hạng C nên là phanh đĩa cả trước cả sau rồi. Xe vẫn được trang bị cho em là phanh ABS các bác nhé Đấy, xe được trang bị cho em là lốp là lốp Michelin. Đây là bốn quả lốp mà chủ nhân cũ của xe thay hoàn toàn mới. Đấy và cái phần cuôi lốp của xe rất là dày. Nói về cái lốp Michelin này thì các bác sẽ đánh giá rằng là uh, nó vừa đắt nhưng mà đi nó rất là êm, nó rất là mượt mà. Đấy, đặc biệt là những chiếc xe như là Ford Focus này đi, nó đẩm chắc đi với những quả lốp này ấy, nó mới đáng đồng tiền bát gạo. Đằng sau này thì chúng ta sẽ vẫn có một cái phần đuôi gió, uh, nó khá là nhỏ, nhưng mà bù lại chúng ta sẽ có đèn phanh trên cao, giúp cho chủ nhân đi xe nó cũng an toàn hơn. Và tất cả những chi tiết như là đèn xi nhan hoặc là đèn phanh nó đều được đặt phần phía trên này, nó phù hợp với những chiếc xe nhỏ để nó dễ dàng di chuyển. Đấy ạ, logo Ford rất là đẹp. Tại thời điểm năm 2009 mà các bác được trang bị cả bốn phần cảm biến lùi như thế này là cũng rất là xịn sò so rồi đấy Gần như là chúng ta dễ dàng để chúng ta lùi vào những cung đường khó, những cung đường gọi là nó hơi hẹp một xíu Đây đằng sau này thì đương nhiên rồi chúng ta sẽ vẫn có một cái phần nước sơn nó khá là đẹp Và bên em đã xử lý hoàn toàn tuyệt vời rồi Phần cốp sau của chiếc xe này thì cốp của Ford Focus nó rất là rộng rãi và cực kỳ tuyệt vời Thảm tất cả mọi thứ nó đều nguyên zin các bác nhé Và xe em vẫn đang để tình trạng là mộc nguyên các bác ạ Đấy cốp đóng rất là chắc chắn với những chiếc xe Ford Focus thì chúng ta sẽ thấy rằng là đây là những chiếc xe phân khúc hạng C Nhưng mà không gian ngồi của nó nó ở mức độ vừa phải thôi Nó phù hợp với những gia đình nhỏ, những gia đình trẻ đang tìm kiếm một chiếc xe Nhưng mà để nói rằng là Ford Focus chúng ta sẽ vẫn có được những cửa gió điều hòa phía sau Ghế ngồi rất là êm và cực kỳ thoải mái Đây ạ các bác thấy không phần tắp ly cánh cửa đấy ạ Tắp ly cánh cửa còn rất đẹp luôn và nó không bị bạc theo thời gian quá nhiều Những tay nắm này nó vẫn được giữ cái độ da zin của chiếc xe Đấy ạ, à, cửa rất là đóng chắc chắn xin mời các bác hãy cùng em đến ngay không gian khoang cabin phía trên. Với những chiếc xe Ford Focus phiên bản 1.8 thì chúng ta sẽ có điểm gì khác biệt so với phiên bản 2.0? Mà em nghĩ rằng đây là một chi tiết nó khá là thừa thãi. Nhiều bác đánh giá rằng cái một chiếc xe có độ chất, độ chơi thì nó phải thể hiện ở đấy. Vâng, đó chính là cửa sổ trời ạ. Vâng, đó chính là ghế điện. Nhưng mà em xin phép hỏi các bác là những chiếc xe đời sâu như thế này chúng ta sửa chữa những chi tiết như là cửa sổ trời này, những chi tiết như là ghế điện nó có phù hợp hợp lý hay không? Thì em xin phép là đánh giá quan điểm ý kiến của em đó chính là nó không hợp lý cho lắm. Bởi vì bản chất chúng ta mua một chiếc xe với cửa tiền 200 triệu thì chi phí vận hành nó phải tính toán, phải tối ưu xe không phải hỏng vặt là những chi tiết mà đáng để lưu tâm nhất. Đấy, for Focus thì chúng ta sẽ vẫn phanh trang bị phanh tay cơ này, vô lăng 4 chấu rất là to. Màn hình là zin theo xe các bác nhé Và các bác nhìn cái phần tableau lô Đây là cái phần tableau lô này Nó còn rất là đẹp luôn, cực kỳ chắc chắn Xe chạy chỉ có 11 vạn thôi Nên là những cái phần như là phần nỉ Ghế là ghế bọc bọc lại rồi Nhưng mà chúng ta nhìn những chi tiết nỉ Đấy, xe không bị ngập nước nó phải như thế này cơ ạ Phần trần này rất là sáng Không bị mốc, không bị bẩn Bậc để tay nó còn rất là đẹp luôn Nó không bị bạc, không bị sờn theo thời gian và xin mời các bác hãy cùng em đến ngay với phần phía trên của chiếc xe này Tất cả những chiếc xe bên em cam kết bán ra đều keo chỉ nguyên zin Đều cam kết là xe không tai nạn, không bị ngập nước uh, Ford Focus thì sử dụng cho em khối động cơ là 1.8 lít kèm hộp số tự động Và chúng ta sẽ có một cái cảm giác lái nó rất là vọt So với một chiếc xe như là cổ ra ấy, thì chiếc Ford Focus này nó có cảm giác đạp nó đầm hơn Nó thoát xe hơn so với Atis này Nói về so Kia Morning thì chiếc xe Morning lại càng không có tuổi Và cũng nói về khối động cơ của 1.8 Trên Focus này thì quả thực rất nhiều Anh em chạy đến tầm khoảng 25 Đến 30 vạn mới phải hạ Máy xuống để chúng ta xử lý cái đường ống nước thôi Còn lại là gần như xe mà các bác thay dầu bảo dưỡng thường xuyên ấy thì cái mức tầm khoảng 11 vạn zin như chiếc xe này thì các bác không cần phải suy nghĩ quá nhiều và lượng tiêu hao nhiên liệu thì chiếc xe này sẽ đâu đó khoảng là 7 lít đến 8 lít trên 100 km đường hỗn hợp và các bác đi đường cao tốc đương nhiên rồi nó sẽ xuống tầm khoảng hơn 6 lít thôi và trên tem đây là một chiếc xe Ford Focus sản xuất năm 2009 xe một chủ từ mới biển Hà Nội chạy di 11 vạn km đang được uh, bày bán tại Thanh xe tốt auto địa chỉ số 79 phố Nguyễn Tránh cầu giấy Hà Nội Nhà em xin phép được trả mức giá là 530 triệu bao rút hồ sơ cho các à, 230 triệu bao rút hồ sơ dành cho các bác. Các bác nào quan tâm thì liên hệ ngay với số thoại ở phía dưới màn hình. Bên em sẽ tư vấn giải đáp nhiệt tình dành cho các bác và cái giá này sẽ còn thương lượng dành cho những bác nào có thiện chí. Các bác hãy đến ngay 79 Nguyễn Tránh để tham khảo chiếc xe này nhá.